Dạ. Yeah. Cho tới thời điểm này thì anh cảm thấy như thế nào về cái sự thành công của chương trình Tết? Tất nhiên là với những gì mà đã chiếu trên YouTube và phản hồi của cộng đồng mạng hoặc là qua các trang social, TikTok, Facebook đồ thì anh thấy là cái hiệu ứng của khán giả đối với chương trình đang rất là tốt và anh cảm thấy rất là phấn khởi vì điều này, bởi vì bên cạnh những cái drama, những cái kịch tính mà chương trình mang đến cho khán giả thì Tiến thấy được rằng là kể cả các thí sinh của The Next Gentleman cũng nhận được cả cái sự chú ý của khán giả nữa. Vậy thì cái chương trình thành công ở đây không phải chỉ duy nhất cái sự chú ý của khán giả đối với chương trình, đối với các mentor hay host, mà còn là sự chú ý đối với thí sinh, bởi vì Tiến thậm chí là còn thấy là các bạn thí sinh còn có được các fan club riêng ở trên mạng nữa. Thì cái điều này là một cái điều khiến Tiến rất là phấn khởi. Và một điểm nữa mà có thể là Tiến bật mí luôn, đó là kể cả ngay cả khi mà thí sinh trước khi bước ra khỏi chương trình The Next Gentleman các bạn chưa có danh hiệu gì cả, thì các bạn đã được các công ty giải trí họ săn đón rồi, cũng như là sẽ có bạn đã ký được những cái hợp đồng làm đại diện thương hiệu, làm KOL, làm hình ảnh cho những cái brand rồi. Thì đây là một cái điều khiến Tiến hết sức tự hào, bởi vì thí sinh của The Next Gentleman đã có những cái thành công nhất định trước khi thí sinh bước ra khỏi cuộc thi. Thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng cái chương trình này giống như là The Next Dược Sứ Tiến, thì anh nói như thế nào về những cái dư luận như vậy trên mạng? Tiến cảm thấy vui vì điều này, bởi vì ít ra thì trong cái chương trình này dù là như thế nào thì Dược Sĩ Tiến cũng đã gây được cái dấu ấn. Và Tiến nghĩ là cái chữ GST cũng đã ám ảnh các bạn khá nhiều rồi. Tiến lên mạng Tiến đọc những cái comment rất là vui, có nghĩa là ông Tiến không sợ bị tam thai hay gì mà bộ đồ nào của ông cũng có chữ GST hết. Tiến nghĩ rằng khi mà mình đã có thể tự hào khoác lên mình những cái bộ đồ mang thương hiệu của người khác được, thì không lý do gì mình lại không tự hào khi mặc tên mình cái bộ đồ mang tên của mình. Các thí sinh tới thời điểm này thì anh Tiến đã cảm thấy là có thí sinh nào giống như là đúng tiêu chuẩn Next Gentleman tìm kiếm chưa? Nếu mà các bạn xem hết tập 6 nè, rồi các bạn xem luôn bán kết của ngày hôm nay đi, rồi các bạn sẽ thấy là tất cả, gần như hầu hết các thí sinh đều thỏa mãn cái tiêu chí của The Next Gentleman rồi. Cái quan trọng cuối cùng bây giờ là bạn nào có được cái sự tự tin nhất, có được cái kỹ năng để đưa cái tố chất gentleman của mình ra tới khán giả được nhiều nhất thôi. Bởi vì hầu hết cái gentleman trong người các bạn nó có sẵn. Nhiều bạn cũng sẽ có thắc mắc là tại sao những cái tập đầu của The Next Gentleman lại không có thử thách gì về cái The Next Gentleman cả. Thật ra với kể cả những cái thử thách không liên quan tới The Next Gentleman, nhưng trong cái quá trình mà các bạn thực hiện thử thách, các bạn tương tác với các thí sinh khác hay các bạn tương tác với mentor, thì chúng tôi đã nhìn ra được các tố chất gentleman nó ở đâu rồi. Không nhất thiết phải có một thử thách riêng biệt chuyên sâu dành cho cái tố chất đó. Và một cái nữa đó là cái The Next Gentleman mà chúng tôi tìm kiếm đó là một cái The Next Gentleman của công chúng. The Next Gentleman của công chúng sẽ rất khác với The Next Gentleman trong đời thường, bởi vì trong đời thường chúng ta có nhiều gentleman lắm, có nhiều quý ông lắm. Ba của Tiến ở nhà ở trần sửa xe cho mẹ cũng là gentleman nè, rồi anh của Tiến quét nhà cho vợ cũng là gentleman nè. Nhưng mà cái gentleman chúng ta tìm kiếm là gentleman của công chúng, nghĩa là một người quý ông mà có cái khả năng đưa được cái hình ảnh của mình tới công chúng một cách tốt nhất. Bởi vì không phải ai đẹp cũng sẽ chụp ra được tấm hình đẹp, không phải ai xinh xắn, ai đẹp trai, ai cơ bắp thì cũng sẽ quay được một cái TVC đẹp. Thì tất cả những cái điều đó, bên cạnh cái việc tố chất gentleman các bạn có, thì các bạn còn phải có cái kỹ năng của người của công chúng, nghĩa là các bạn phải có cả khả năng thuyết trình, diễn đạt, đưa cái ý kiến của mình ra tới công chúng, và những cái kỹ năng liên quan tới chụp hình, những kỹ năng liên quan tới quay hình để mà đưa được cái tố chất của các bạn tới công chúng được nhiều nhất. Vậy thì cái điều cuối cùng ở bán kết và chung kết chúng tôi tìm kiếm đó là gì? Đó là những quý ông của chúng tôi, bên cạnh cái việc họ đã có những tố chất gentleman rồi, thì bây giờ khi lên sân khấu, cái bản lĩnh sân khấu của họ đâu, cái bản lĩnh tự tin của họ đâu, cái khả năng thể hiện của họ đâu, để mà chính những cái ban giám khảo mới này, là cái dàn ban giám khảo là những cái vị mà ban giám khảo rất là có uy tín và thuộc của nhiều ngành nghề khác nhau chúng tôi mời và chưa từng tiếp xúc với thí sinh, thì họ sẽ cảm nhận được cái tài năng và cái tố chất của thí sinh chúng tôi tới đâu. Thì cũng có người nói rằng là sức hút của chương trình là đến từ các cái drama của các mentor với nhau thay vì là sự nộp tặng của các thí sinh ấy, thì anh có lo ngại về cái vấn đề đó? Tôi thấy điều đó đúng. Để ban đầu mà khán giả quan tâm tới một cái chương trình thì chúng tôi phải có những con người hot và những câu chuyện hot, những câu chuyện thu hút công chúng trước đã. Và khi chúng tôi thu hút được công chúng về với chương trình của mình rồi thì lúc đó công chúng mới chú ý tới thí sinh. Còn nếu như mà đòi hỏi làm một cái chương trình mà thí sinh của chúng tôi là no one, from nothing to hero, from no one to a hero, thì làm sao mà các bạn ấy từ một cái người chưa có gì cả làm sao có được sức hút? Thì bắt buộc Tiến nghĩ là một cái chương trình, cái chương trình The Next Gentleman này đã rất thành công khi có một cái chiến lược về truyền thông như thế, nghĩa là chúng tôi sử dụng những mentor có sức hút về truyền thông để khán giả chú ý tới chương trình, và khi khán giả chú ý tới chương trình thì khán giả sẽ chú ý tới thí sinh, và đây là một cái điều mà Tiến nghĩ là Gentleman đã thực hiện được rất tốt cho thí sinh của mình. Trong các thí sinh có độ hot như Cao Phát hoặc là Khánh thì bị loại sớm thì gây thất vọng cho người xem ấy, thì liệu đúng là cái tiêu chí của chương trình mình không?
thì các bạn phải hiểu như thế này là đối với cái một cái chương trình truyền hình thực tế á, thì nó sẽ có những cái luật chơi của truyền hình thực tế. Truyền hình thực tế, một cái cuộc thi truyền hình thực tế nó sẽ hoàn toàn khác với một cuộc thi truyền thống ở chỗ là gì? Một cuộc thi truyền thống tất cả các bạn ra thể hiện năng lực của mình trên sân khấu và một dàn ban giám khảo hùng hậu 10 người, mười mấy người sẽ chấm các bạn, ai xứng đáng thì đi tiếp, ai không xứng đáng thì ra về và có kết quả liền, có điểm liền ngay lúc đó. Còn đối với cái truyền hình thực tế, tại sao bây giờ cái format truyền hình thực tế lại càng ngày càng phổ biến và thu hút được nhiều hơn? Bởi vì đối với truyền hình thực tế chúng tôi có những luật chơi bất ngờ, chúng tôi có những cái luật lệ loại trừ nó hà khắc và chúng tôi có cả những chiến thuật do những cái huấn luyện viên là những cái người chơi cái cuộc chơi này nó khác nhau. Vậy thì chính điều đó tạo nên cái sự gây cấn và sự thú vị cho một cái format truyền hình thực tế. Cho nên một cái thí sinh ra về ở các tập truyền hình thực tế không có nghĩa là thí sinh đó kém, nhưng chỉ có thể nói là thí sinh đó có thể là chưa may mắn hoặc là cái phong độ hoặc là cái nhất thời lúc đó các bạn bị giảm sút mà thôi. Nhưng điều này cũng chưa nói lên gì cả, bởi vì chúng tôi còn có những luật để cứu thí sinh mà. Cái điều này 30 chưa phải là Tết, chúng ta còn bình chọn ở trên mạng nữa, bán kết, chung kết. Vậy thì để mà cái chương trình của chúng ta tới cuối cùng là như thế nào và cái người đăng quang có phải là người xứng đáng nhất hay không thì các bạn hãy chờ xem, bởi vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một quán quân duy nhất mà thôi. Việc mà mình thay đổi là luật liên tục á, thì nó gây cho bất ngờ thiệt, nhưng mà mặt trái của nó là gây những cái phản ứng tiêu cực của khán giả, thì anh nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ khán giả phản ứng tiêu cực là bởi vì họ đã quen với những format truyền hình thực tế của một số cái chương trình khác. Thật ra đâu có ai quy định rằng là host chỉ được làm việc này mà không được làm việc kia. Phải chăng cái việc mà các bạn quy định rằng host được làm việc này, huấn luyện viên thắng phải làm việc kia và huấn luyện viên thua phải làm việc nọ, đó là do cái thành kiến của các bạn đã xem từ những truyền hình thực tế của những cái game show khác. Ở đây chúng ta không có cái quy định đó, thì với mỗi một cái chương trình chúng tôi sẽ có những quy định khác nhau. Và một cái điều mà tất cả chúng tôi đều thống nhất từ đầu đó là với tất cả huấn luyện viên, đó là gì? Qua mỗi một tập chúng ta sẽ có luật chơi khác nhau và cái điều này huấn luyện viên đã biết từ đầu. Tuy nhiên kể cả Tiến, kể cả huấn luyện viên cũng sẽ không được biết là tập đó cái luật chơi và luật loại sẽ như thế nào mà tới đầu tập chúng tôi mới được biết. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng tôi sao? Có những cái bất ngờ với cả người chơi và bất ngờ với cả thí sinh và bất ngờ trong cái tư duy của cái người chơi game ngày hôm đó luôn, là sẽ biết là mình sẽ cần phải làm cái gì cho thí sinh của mình. Tiến nghĩ là do các bạn khán giả đã quen với những format của các chương trình trước, cho nên là cái việc đổi như thế này các bạn cảm thấy là nó không vui và các bạn cảm thấy là nó tiêu cực. Nhưng mà Tiến nghĩ là hay mà, có thể là từ từ khi mà ngoài sau The Next Gentleman này rồi, có những chương trình khác họ cũng sẽ làm, nếu mà họ cũng làm như vậy thì từ từ các bạn sẽ quen với cái điều này thôi. Cuộc đời của mình vốn dĩ đâu có cái chuyện gì mà nó luôn ổn định và luôn luôn êm đềm đâu. Thì nếu cuộc đời chúng ta có thể xảy ra được những điều bất ngờ thì tại sao game show lại không? Anh có cảm nhận như thế nào khi làm việc trực tiếp với là hai siêu mẫu mình đám là Xuân Lan và Hà Anh? Điều làm cho Tiến ấn tượng nhất về hai chị, đó là hai chị rất chuyên nghiệp. Cái sự chuyên nghiệp của hai chị nó thể hiện ở chỗ rằng là với một thằng oắt con chưa có là cái gì như Tiến, hai chị chưa biết Tiến là ai, hai chị chưa biết Tiến ai là cái thằng oắt nào, trình độ tới đâu và khả năng tới đâu. Nhưng khi bước vào làm việc chung, hai chị cho Tiến cái cảm giác được tôn trọng. Và chính cái sự tôn trọng của hai chị dành cho Tiến đã giúp Tiến có được cái cơ hội để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và cái vai trò của mình trong cái vai trò mới này. Thật ra khi mà Tiến trong cái ngày họp đầu tiên, khi Tiến gặp chị Xuân Lan và Tiến gặp chị Hà Anh, Tiến nghĩ trời ơi, mình chả là cái gì đối với hai chị cả. Gặp hai chị rồi hai chị nuốt mình cái là mình chết rồi, làm sao mà mình đủ tinh thần, đủ thể xa, đủ sức lực, đủ cái tư duy để mà mình ngồi mình nói chuyện với hai chị có coi mình ra cái gì đâu. Nhưng mà không, các bạn, hai chị là hai siêu mẫu hàng đầu và có vị trí, và Tiến đối với hai chị chả là cái gì cả. Nhưng cái điều làm Tiến cảm thấy cực kỳ ưng ý khi làm việc với hai chị đó là một cái sự tôn trọng đối với đàn em của mình. Thì một cái người mà có thể tôn trọng một thằng nhỏ, một thằng oắt con chưa là gì cả, thì Tiến nghĩ là hai người đó xứng đáng được tôn trọng hơn cả cái việc mà hai người đó đã dành cái sự tôn trọng dành cho Tiến. Trong các phòng loại đó, thì Hương Giang có nói là Dược sĩ Tiến và anh cũng như là một cặp gọi là bề phe chung phe với nhau. Và anh có cảm thấy là anh đang những cái cách mà xử lý của anh đó trong cái việc trong vòng loại là anh đang sợ làm mất lòng Hà Anh không? Không, thật ra mấy bạn phải hiểu vậy nè, cái người mà Tiến thân nhất đó là Hương Giang, và cái người mang Tiến đến với khán giả, Tiến nói thẳng luôn, là Hương Giang. Nếu không có Hương Giang chả ai biết thằng Dược sĩ Tiến là thằng nào, đó là điều Tiến khẳng định. Vậy nếu như phải e sợ và phải giữ mối quan hệ thì Tiến phải sợ Hương Giang chứ, mắc gì Tiến phải sợ một người xa lạ khác. Nếu như mọi người cho rằng là Tiến sợ chị Hà Anh hay Tiến sợ mất lòng với chị Xuân Lan, ôi tại sao, đây là hai người chị mà Tiến gặp và Tiến chỉ làm việc với họ một lần trong chương trình này thôi. Nhưng Hương Giang là người đã làm với Tiến rất rất nhiều chương trình, và Hương Giang là người chính là người mang Tiến đến với công chúng. Vậy thì nếu cần phải giữ mối quan hệ và cần phải không sợ mít lòng thì Tiến cần phải sợ điều đó đối với Hương Giang. Càng về sau các thí sinh lộ rõ nhược điểm càng nhiều thì phía anh cùng với nhà sản xuất là có cái cách nào mà gọi là fix lại những cái nhược điểm đó cho các bạn, hay là có một cái cách xử lý nào không? Tiến nghĩ cái việc các bạn lộ ra nhược điểm nhiều đó là một cái tín hiệu tích cực, bởi vì chỉ khi lộ ra nhược điểm
thì các bạn mới biết mình cần phải khắc phục chỗ nào. Nếu như chúng tôi không có những thử thách mà có thể làm lộ hết những cái nhược điểm của thí sinh, thì thí sinh sẽ luôn nghĩ rằng mình đã hoàn hảo rồi, đã hoàn mỹ rồi, thì làm sao mà khắc phục được những điều đó. Còn rõ ràng với những tập lên sóng, khi mà các thí sinh lộ rõ những nhược điểm của mình trong vấn đề giao tiếp và ứng xử, thì Tiến nghĩ cũng chính là cái lúc mà các huấn luyện viên và chính các thí sinh sẽ biết mình cần phải sửa chữa chỗ nào, để đêm bán kết hôm nay và đêm chung kết một tháng sau nữa, các bạn sẽ mới thật sự trở thành quý ông hoàng mỹ trong mắt công chúng.